nằm trong chương trình lớp bồi dưỡng luật học năm 2024 do phân ban địa giới trung ương tổ chức tại Ni viện Thiện Hòa, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào 5 ngày 21 đến 25 tháng 9 năm 2024, ngày 19 đến 23 tháng 8 năm Giáp Thìn. Đây là lần tổ chức thứ 3 lớp bồi dưỡng luật học dành cho địa giới các tỉnh thành trên toàn quốc nhằm giúp chư ni ôn lại và thực hành những pháp yết ma thường dùng một cách chuẩn xác, đúng với tinh thần luật tạng. Ngoài những nội dung chia sẻ về luật học vào ban ngày, ban tổ chức còn tổ chức 3 đêm ngoại khóa nhằm giao lưu, trao đổi, chia sẻ những pháp tu tâm đắc mà chư tôn đức ni đã hành trì để đạt được nhiều thành tựu. Đêm 21 tháng 9 năm 2024, ni trưởng Thích Nữ Như Dung, trụ trì chùa Long Dân, tỉnh Đồng Nai, triển khai pháp môn niệm Phật cho mọi người dễ tiếp nhận và thực hành trong cuộc sống hiện tại, luôn phù hợp với mọi căn cơ tầng lớp, bất kể thời gian không gian nào cũng có thể niệm Phật. Pháp môn niệm Phật rất đơn giản nhưng thù thắng không thể nghĩ bàn. Công đức 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật đem lại rất nhiều an lạc nơi tự thân, lan tỏa sự bình an trong cuộc sống. Chỉ cần tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên, quyết định giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sau buổi chia sẻ, ni trưởng và đại chúng đồng niệm Phật gửi từ trường yêu thương và năng lượng bình an ra miền Bắc, cầu nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc. Ni sư Thích Nữ Hạnh Chiếu, trụ trì thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni, tỉnh Đồng Nai, hướng dẫn chư ni tập thiền vào đêm 22 tháng 9 năm 2024. Thiền tập cốt lắng động sáu căn, thanh lọc tham sân si, chuyển hóa nội tâm, từ đó mới rõ được Phật tánh của chính mình và mới tu tập thành Phật. Vào đêm 23 tháng 9 năm 2024, ni sư Thích Nữ Huệ Đức, chánh thư ký phân ban ni giới trung ương, trụ trì Quan Âm tu viện thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ pháp môn thiền mật song tu. Ni sư khẳng định Kim Cương Thừa là một trong ba thừa tu do chính Đức Phật Thích Ca giới thiệu qua tam chuyển pháp luân, không phải là mê tín dị đoan hay tà đạo mà cần phải học hiểu rồi mới thực hành. Vì vậy Kim Cương Thừa gồm hiển giáo và mật giáo, khi thực hành dẫn theo thứ lớp từ những pháp tu căn bản, tu tập sám hối nghiệp chướng, tích lũy công đức, phát triển bồ đề tâm mới đến giai đoạn cao hơn thành tựu trí tuệ, thể nhập tánh không, kiến tánh thành Phật. Muốn thể nhập tánh không, phải kết hợp tu thiền định và thiền quán. Nhờ vậy, liễu sanh thoát tử vãng sanh Tây Phương tịnh độ của Đức A-di-đà. Cho nên nói mật tông là pháp tu tổng nhiếp cả thiền, tịnh, mật là vậy. Như vậy, mỗi pháp môn tuy có khác về nội dung phương thức hành trì và tùy nhân duyên căn cơ tiếp nhận, nhưng đích đến cuối cùng làm vượt ra ngoài, luân hồi sanh tử, thể nhập tánh không, kiến tánh thành Phật. Sau khi hướng dẫn phần lý thuyết, quý ni trưởng, quý ni sư hướng dẫn chư ni thực hành, giúp chư ni hiểu và cảm được mọi pháp tu nhằm gieo duyên, nhằm kích phát bồ đề tâm nơi mỗi hành giả. Từ đó, mỗi vị có thể chọn cho mình pháp tu phù hợp nhất. Đây là hoạt động rất quý và rất cần thiết, thể hiện sự đoàn kết, hòa hợp, yêu thương của chị em Đàm Di Ni Phái. Đêm 24 tháng 9 năm 2024, chư tôn đức ni ban tổ chức có buổi họp mặt cùng với các vị học viên để chia sẻ những kiến thức đã được tiếp thu trong những ngày vừa qua, đồng thời nêu lên những thuận lợi cũng như khó khăn mà trong năm phân ban ni giới các tỉnh chưa làm được, từ đó đưa ra phương hướng giải quyết trong thời gian tới.